Phụ bé 23 ngày tuổi chết bất thường, lời khai nào có giá trị? Luật sư cho biết lời khai của nghi phạm là một trong những cơ sở để cơ quan chức năng điều tra vụ án. Nghi phạm có thể khai hoặc không khai, trách nhiệm của cơ quan chức năng là điều tra lời khai có đúng hay sai. Liên quan đến vụ án cho bé 23 ngày tuổi tử vong bất thường tại thành phố Bỉm Sơn, Thanh Hóa. Thông tin mới nhất, công an tỉnh Thanh Hóa cho biết nghi phạm Phạm Thị Xuân, 65 tuổi, bà nội cho bé bất ngờ thay đổi lời khai. Theo đó, bà Xuân khai nhận lúc bé cháu đã vô ý làm rơi, trái ngược hoàn toàn với việc tự tay làm chết cháu như lời khai ban đầu. Nhiều người thắc mắc trước việc nghi phạm Xuân có hai lời khai thì đâu mới là lời khai có giá trị. Nhiều độc giả đồng ý với quan niệm lời khai ban đầu tại cơ quan điều tra luôn là lời khai đúng nhất. Nhằm giải đáp thắc mắc của độc giả, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Anh Thơm, trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh. Thưa luật sư, vụ án cho bé 23 ngày tuổi tử vong bất thường ở Thanh Hóa đang có diễn biến phức tạp khi nghi phạm số 1 là bà Phạm Thị Xuân đột ngột thay đổi lời khai. Trên phương diện pháp luật, lời khai nào sẽ có giá trị? Đây là một vụ án rất phức tạp, đòi hỏi cơ quan chức năng phải thận trọng trong quá trình điều tra. Như chúng ta đã biết, nghi phạm Xuân đột ngột thay đổi lời khai và cho biết cháu bé tử vong là do bà vô ý đánh rơi lúc đang bế. Sự việc sau đó là do bà dàn dựng hòng qua mặt cơ quan điều tra. Tất cả các lời khai đều có giá trị đối với cơ quan điều tra. Tuy nhiên, nó không phải là kết luận cuối cùng mà chỉ được xem là một trong những cơ sở để cơ quan chức năng điều tra vụ việc. Lấy ví dụ từ chính vụ án này, việc bà Xuân có hai lời khai chống nhau sẽ đi đến nhiều trường hợp. Trường hợp thứ nhất, một trong hai lời khai là đúng. Trường hợp thứ hai, cả hai lời khai đó đều sai. Nhiệm vụ của cơ quan chức năng là điều tra xem lời khai đó đúng hay sai. Như vậy không thể nói lời khai thứ nhất có giá trị hơn lời khai thứ hai được. Việc xác định lời khai nào đúng, lời khai nào sai là trách nhiệm của cơ quan điều tra. Xin ông cho biết cơ quan chức năng đã dựa vào đâu để xác định lời khai nghi phạm là đúng hay sai? Như tôi đã đề cập, việc xác định nghi phạm có tội hay không có là trách nhiệm của cơ quan điều tra. Cơ quan để cơ quan chức năng thẩm định lời khai là chứng cứ, lời khai của nghi phạm có phù hợp với chứng cứ cơ quan điều tra thu thập được hay không, có phù hợp với hiện trường vụ án hay diễn biến tâm lý tội phạm hay không. Tất cả các yếu tố này đã được cơ quan điều tra xem xét khi lấy lời khai của nghi phạm. Trong trường hợp nghi phạm không khai báo nhưng chứng cứ cơ quan điều tra thu thập được đủ chứng minh nghi phạm có tội thì cơ quan điều tra có thể kết luận vụ án mà không cần lời khai của nghi phạm. Nghi phạm nếu có lời khai thành khẩn sẽ là một trong những tình tiết giảm nhẹ tội trong quá trình xét xử. Luật sư có nghi ngờ gì về lời khai thứ hai của nghi phạm Xuân hay không? Nhìn lại vụ án kể từ khi bị phanh phui, có thể nhận định nghi phạm Xuân là một người xáo quyệt. Sự xáo quyệt thể hiện ngay khi bà Xuân dàn dựng cảnh cháu nội bị một đôi nam nữ bắt cóc. Chính tình tiết này đã giúp cho bà Xuân từ một nghi phạm trở thành nạn nhân trong vụ án. Thậm chí, khi được báo chí tiếp cận phỏng vấn, bà Xuân cho thấy mình có khả năng diễn xuất, tài tình khi thản nhiên cho rằng mình là người bị hại. Đó là một trong những yếu tố gây khó khăn cho cơ quan chức năng. Nếu điều tra theo lời khai của bà Xuân, có thể vụ án đã đi theo một hướng hoàn toàn sai lệch. Tuy nhiên, những dàn dựng đó đã không qua mặt được cơ quan điều tra. Đề cập thêm về lời khai thứ hai của nghi phạm Xuân, người này nói do sơ ý đánh rơi cháu bé lúc đang bế. Tuy nhiên, với diễn biến tâm lý của một người bà thông thường, điều đầu tiên khi làm rơi cháu bé là sẽ hốt hoảng và lập tức tìm cách cấp cứu cháu mình. Đằng này, bà Xuân lại bình tĩnh, tạo dựng tình tiết giả, thậm chí còn vứt xác phi tang. Rõ ràng có sự phi lý ở đây. Cơ quan chức năng chắc chắn sẽ dựa vào tình tiết này để điều tra sự việc. Trong trường hợp lời khai thứ hai của nghi phạm Xuân là đúng, thì người này sẽ phải đối mặt với mức án nào? Nếu cơ quan chức năng điều tra và đưa ra kết luận vụ án trùng với lời khai thứ hai của nghi phạm Xuân, thì người này chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội vô ý gây chết người theo điều 98 Bộ luật hình sự. Ngoài ra, việc phi tang xác cũng đủ cấu thành tội phạm xâm phạm thi thể mồ mả hài cốt theo điều 246 Bộ luật hình sự. Một điểm nữa trong vụ án đó là nghi phạm Xuân có thể chịu thêm tình tiết tăng nặng khi có hành động xảo quyệt nhằm trốn tránh, che giấu hành vi phạm tội. Ba câu hỏi chờ giải đáp. Vụ tìm thấy thi thể bé 20 ngày tuổi ở bãi rác. Vì sao bé gái tử vong? Có hay không vai trò của thầy bói? Kế hoạch che giấu của bà nội là những câu hỏi dư luận chờ giải đáp trong vụ bé gái 20 ngày tuổi nghi bị sát hại. Sau khi tìm được thi thể bé gái 20 ngày tuổi ở bãi rác Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa, cảnh sát xác định bà Phạm Thị Xuân, 65 tuổi, liên quan trực tiếp đến cái chết của cháu nội. Một tuần sau khi vụ việc xảy ra, công an chưa công bố nguyên nhân động cơ gây án của nghi phạm.
hiện có nhiều câu hỏi dư luận muốn sớm được làm rõ. Nguyên nhân nào khiến cho bé gái 20 ngày tuổi tử vong? Sau 3 ngày điều tra, chiều ngày 28 tháng 11, Công an tỉnh Thanh Hóa xác định bà Sum liên quan trực tiếp đến cái chết của cháu bé 20 ngày tuổi ở thị xã Bỉm Sơn. Đại tá Khương Duy Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh nói cơ quan điều tra đã loại bỏ việc cháu bị bắt cóc. Như trình báo của bà nội, đây là kế hoạch do bà Phạm Thị Xuân dựng lên. Tại cơ quan công an, bà Xuân khai đã gây ra cái chết của cháu nội, sau đó tạo hiện trường giả về vụ bắt cóc nhằm đánh lạc hướng công an. Tuy nhiên, công an chưa tiết lộ nguyên nhân nào làm bé 20 ngày tuổi tử vong. Hiện cơ quan điều tra vẫn tìm bằng chứng để xác định chính xác lời khai của bà Xuân. Theo báo Vietnamnet, bà Xuân đã khai lại rằng mình đã làm rơi cháu nội gây tử vong. Một luật sư thuộc Liên đoàn Luật sư Hà Nội nói rằng, để chứng minh lời khai lại này là thật hay giả, cơ quan điều tra phải trưng cầu giám định pháp y, dấu vết trên thi thể nạn nhân nhằm làm rõ cơ chế hình thành thương tích, từ đó xác định nguyên nhân bé gái tử vong do ngoại cảnh tác động hay do người khác làm. Kết quả giám định là căn cứ khoa học để đánh giá đâu là lời khai thật. Với việc bà Xuân thay đổi lời khai, cơ quan điều tra sẽ mất thêm thời gian để làm sáng tỏ việc cháu bé bị vô tình làm rơi hay bà nội cố ý. Với nguyên tắc trọng chứng hơn trọng cung, cơ quan công an phải thực nghiệm hiện trường như thật để ghi nhận hành động thật của bà Xuân, xem nó có giống với các chi tiết bà ta khai hay không, có thể tạo ra các vết thương gây tử vong cho cháu bé để lại trên thân thể như vậy được không. Kết hợp với các chứng cứ khác và đặc biệt là kết quả giám định thương tích, cảnh sát sẽ giải mã được lời khai mới này. Vậy tại sao sau khi gây tổn thương cho cháu nội, bà Xuân không hô hoán và đưa bé đi cấp cứu mà lại lên kế hoạch phi tang xác? Liệu có đồng phạm trong kế hoạch phi tang xác của bà lão này hay không? Có hay không vai trò của thầy bói? Không lâu sau khi cảnh sát xác định bà nội liên quan trực tiếp đến cái chết của bé gái 20 ngày tuổi, nhiều thông tin cho rằng động cơ để bà Xuân thực hiện hành vi do nghe lời thầy bói. Tuy nhiên, đến nay công an Thanh Hóa chưa xác nhận thông tin này. Có hay không vai trò của thầy bói trong vụ án này là vấn đề dư luận quan tâm. Giả thiết về vai trò của thầy bói trong vụ án này, luật sư cho rằng nếu bà nội sát hại cháu bé vì tin bói toán, thì cơ quan điều tra cần làm rõ việc có hay không người xúi dục nghi phạm giết người. Nếu có đủ căn cứ chứng minh người hành nghề mê tín dị đoan đã xúi dục bà Xuân gây tội, thì thầy bói phải chịu trách nhiệm đồng phạm về tội giết người. Ngoài ra, thầy bói phải chịu thêm trách nhiệm hình sự về tội hành nghề mê tín dị đoan, có hình phạt cao nhất là 10 năm tù. Bà nội đối mặt với tội gì? Công bố nghi phạm là bà nội, nhưng tại sao công an Thanh Hóa chưa thông tin cụ thể về động cơ, diễn biến vụ việc đang gây xôn xao dư luận? Theo đại tá Khương Duy Anh, vụ án có nhiều tình tiết phức tạp đang điều tra nên không thể kết luận ngay. Chúng tôi cần có sự phối hợp của cơ quan kỹ thuật, giám định để kết luận một cách chính xác mức độ, động cơ, mục đích của bà nội cháu. Trường hợp chứng minh được bà nội cố ý sát hại cho bé, người thực hiện hành vi sẽ bị khởi tố về tội giết người và đối mặt mức án cao nhất là tử hình. Việc bà nội phi tang thi thể nạn nhân là hành vi dùng thủ đoạn xảo quyệt, tàn ác để phạm tội. Đây là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự được quy định ở Điều 48 Bộ Luật Hình Sự. Còn nếu bé gái tử vong do sơ ý của bà nội, bà Xuân có thể đối mặt với tội danh vô ý làm chết người. Hình phạt cao nhất là 5 năm tù, hành vi che giấu phát sinh, sau đó vẫn là tình tiết tăng nặng, dùng thủ đoạn xảo quyệt, tàn ác phạm tội. Đã 6 ngày sau khi vụ việc xảy ra ngày 25 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12, hàng loạt câu hỏi vẫn chờ công an tỉnh Thanh Hóa làm sáng tỏ. Thông tin của kênh chúng tôi cung cấp cho các bạn đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.
thận sẽ là một trong những tình tiết giảm nhẹ tội trong quá trình xét xử. Luật sư có nghi ngờ gì về lời khai thứ hai của nghi phạm Xuân hay không? Nhìn lại vụ án kể từ khi bị phanh phui, có thể nhận định nghi phạm Xuân là một người xáo quyệt. Sự xáo quyệt thể hiện ngay khi bà Xuân dàn dựng cảnh cháu nội bị một đôi nam nữ bắt cóc. Chính tình tiết này đã giúp cho bà Xuân từ một nghi phạm trở thành nạn nhân trong vụ án. Thậm chí, khi được báo chí tiếp cận phỏng vấn, bà Xuân cho thấy mình có khả năng diễn xuất, tài tình khi thản nhiên cho rằng mình là người bị hại. Đó là một trong những yếu tố gây khó khăn cho cơ quan chức năng. Nếu điều tra theo lời khai của bà Xuân, có thể vụ án đã đi theo một hướng hoàn toàn sai lệch. Tuy nhiên, những dàn dựng đó đã không qua mặt được cơ quan điều tra. Đề cập thêm về lời khai thứ hai của nghi phạm Xuân, người này nói do sơ ý đánh rơi cha bé lúc đang bế. Tuy nhiên, với diễn biến tâm lý của một người bà thông thường, điều đầu tiên khi làm rơi cha bé là sẽ hốt hoảng và lập tức tìm cách cấp cứu cháu mình. Đằng này, bà Xuân lại bình tĩnh, tạo dựng tình tiết giả, thậm chí còn vứt xác phi tang. Rõ ràng có sự phi lý ở đây. Cơ quan chức năng chắc chắn sẽ dựa vào tình tiết này để điều tra sự việc. Trong trường hợp lời khai thứ hai của nghi phạm Xuân là đúng, thì người này sẽ phải đối mặt với mức án nào? Nếu cơ quan chức năng điều tra và đưa ra kết luận vụ án trùng với lời khai thứ hai của nghi phạm Xuân, thì người này chỉ phải chịu ít đánh rơi lúc đang bế. Sự việc sau đó là do bà dàn dựng hòng qua mặt cơ quan điều tra. Tất cả các lời khai đều có giá trị đối với cơ quan điều tra. Tuy nhiên, nó không phải là kết luận cuối cùng mà chỉ được xem là một trong những cơ sở để cơ quan chức năng điều tra vụ việc. Lấy ví dụ từ chính vụ án này, việc bà Xuân có hai lời khai chống nhau sẽ đi đến nhiều trường hợp. Trường hợp thứ nhất, một trong hai lời khai là đúng. Trường hợp thứ hai, cả hai lời khai đó đều sai. Nhiệm vụ của cơ quan chức năng là điều tra xem lời khai đó đúng hay sai. Như vậy không thể nói lời khai thứ nhất có giá trị hơn lời khai thứ hai được. Việc xác định lời khai nào đúng, lời khai nào sai là trách nhiệm của cơ quan điều tra. Xin ông cho biết cơ quan chức năng đã dựa vào đâu để xác định lời khai nghi phạm là đúng hay sai? Như tôi đã đề cập, việc xác định nghi phạm có tội hay không có là trách nhiệm của cơ quan điều tra. Cơ quan để cơ quan chức năng thẩm định lời khai là chứng cứ, lời khai của nghi phạm có phù hợp với chứng cứ cơ quan điều tra thu thập được hay không, có phù hợp với hiện trường vụ án hay diễn biến tâm lý tội phạm hay không. Tất cả các yếu tố này đã được cơ quan điều tra xem xét khi lấy lời khai của nghi phạm. Trong trường hợp nghi phạm không khai báo nhưng chứng cứ cơ quan điều tra thu thập được đủ chứng minh nghi phạm có tội, thì cơ quan điều tra có thể kết luận vụ án mà không cần lời khai của nghi phạm. Nghi phạm nếu có lời khai thành hiện trường giả về vụ bắt cóc nhằm đánh lạc hướng công an, tuy nhiên công an chưa tiết lộ nguyên nhân nào làm bé 20 ngày tuổi tử vong, hiện cơ quan điều tra vẫn tìm bằng chứng để xác định chính xác lời khai của bà Xuân. Theo báo Vietnamnet, bà Xuân đã khai lại rằng mình đã làm rơi cháu nội gây tử vong. Một luật sư thuộc Liên đoàn Luật sư Hà Nội nói rằng, để chứng minh lời khai lại này là thật hay giả, cơ quan điều tra phải trưng cầu giám định pháp y, dấu vết trên thi thể nạn nhân nhằm làm rõ cơ chế hình thành thương tích, từ đó xác định nguyên nhân bé gái tử vong do ngoại cảnh tác động hay do người khác làm. Kết quả giám định là căn cứ khoa học để đánh giá đâu là lời khai thật. Với việc bà Xuân thay đổi lời khai, cơ quan điều tra sẽ mất thêm thời gian để làm sáng tỏ việc cháu bé bị vô tình làm rơi hay bà nội cố ý. Với nguyên tắc trọng chứng hơn trọng cung, cơ quan công an phải thực nghiệm hiện trường như thật để ghi nhận hành động thực của bà Xuân, xem nó có giống với các chi tiết bà ta khai hay không, có thể tạo ra các vết thương gây tử vong cho cháu bé để lại trên thân thể như vậy được không. Kết hợp với các chứng cứ khác và đặc biệt là kết quả giám định thương tích, cảnh sát sẽ giải mã được lời khai mới này. Vậy tại sao sau khi gây tổn thương cho cháu nội, bà Xuân không hô hoán và đưa bé đi cấp cứu mà lại lên kế hoạch phi tang xác? Liệu có đồng phạm trong kế hoạch phi tang xác của bà lão này hay không? Có hay không vai trò của thầy bói? Không lâu sau khi cảnh sát trách nhiệm hình sự về tội vô ý gây chết người theo điều 98 Bộ luật hình sự. Ngoài ra, việc phi tang xác cũng đủ cấu thành tội phạm xâm phạm thi thể mồ mả hài cốt theo điều 246 Bộ luật hình sự. Một điểm nữa trong vụ án đó là nghi phạm Xuân có thể chịu thêm tình tiết tăng nặng khi có hành động xảo quyệt nhằm trốn tránh, che giấu hành vi phạm tội. Ba câu hỏi chờ giải đáp. Vụ tìm thấy thi thể bé 20 ngày tuổi ở bãi rác. Vì sao bé gái tử vong? Có hay không vai trò của thầy bói? Kế hoạch che giấu của bà nội là những câu hỏi dư luận chờ giải đáp trong vụ bé gái 20 ngày tuổi nghi bị sát hại. Sau khi tìm được thi thể bé gái 20 ngày tuổi ở bãi rác Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa, cảnh sát xác định bà Phạm Thị Xuân, 65 tuổi, liên quan trực tiếp đến cái chết của cháu nội. Một tuần sau khi vụ việc xảy ra,
công an chưa công bố nguyên nhân động cơ gây án của nghi phạm. Hiện có nhiều câu hỏi dư luận muốn sớm được làm rõ. Nguyên nhân nào khiến cho bé gái 20 ngày tuổi tử vong? Sau 3 ngày điều tra, chiều ngày 28 tháng 11, công an tỉnh Thanh Hóa xác định bà Xuân liên quan trực tiếp đến cái chết của cháu bé 20 ngày tuổi ở thị xã Bỉm Sơn. Đại tá Khương Duy Anh, phó giám đốc công an tỉnh nói cơ quan điều tra đã loại bỏ việc cháu bị bắt cóc. Như trình báo của bà nội, đây là kế hoạch do bà Phạm Thị Xuân dựng lên. Tại cơ quan công an, bà Xuân khai đã gây ra cái chết của cháu nội, sau đó tạo hiện. Phụ bé 23 ngày tuổi chết bất thường, lời khai nào có giá trị? Luật sư cho biết lời khai của nghi phạm là một trong những cơ sở để cơ quan chức năng điều tra vụ án. Nghi phạm có thể khai hoặc không khai, trách nhiệm của cơ quan chức năng là điều tra lời khai có đúng hay sai. Liên quan đến vụ án cho bé 23 ngày tuổi tử vong bất thường tại thành phố Bỉm Sơn, Thanh Hóa. Thông tin mới nhất, công an tỉnh Thanh Hóa cho biết nghi phạm Phạm Thị Xuân, 65 tuổi, bà nội cho bé bất ngờ thay đổi lời khai. Theo đó, bà Xuân khai nhận lúc bé cháu đã vô ý làm rơi, trái ngược hoàn toàn với việc tự tay làm chết cháu như lời khai ban đầu. Nhiều người thắc mắc trước việc nghi phạm Xuân có hai lời khai thì đâu mới là lời khai có giá trị. Nhiều độc giả đồng ý với quan niệm lời khai ban đầu tại cơ quan điều tra luôn là lời khai đúng nhất. Nhằm giải đáp thắc mắc của độc giả, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Anh Thơm, trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh. Thưa luật sư, vụ án cho bé 23 ngày tuổi tử vong bất thường ở Thanh Hóa đang có diễn biến phức tạp khi nghi phạm số 1 là bà Phạm Thị Xuân đột ngột thay đổi lời khai. Trên phương diện pháp luật, lời khai nào sẽ có giá trị? Đây là một vụ án rất phức tạp, đòi hỏi cơ quan chức năng phải thận trọng trong quá trình điều tra. Như chúng ta đã biết, nghi phạm Xuân đột ngột thay đổi lời khai và cho biết cháu bé tử vong là do bà vô ý.